Hello, chào bạn nha. Đây mình đã phát hiện ra một con kỳ giống đấy, nó chạy trốn rồi các bạn ơi. Đây. Qua đây. Đây mình phát hiện một con kỳ giống nó đang bu ở cái cây này. Các bạn, đó. Đây, bên cạnh đó nữa. Đây, một con kỳ giống nó lại bu ở thân cây bơ nha các bạn. Đó. Rất là nhiều kỳ giống nha các bạn. Đây, mình bắt đầu mình đi từng con một nào. Đây các bạn, đây kinh nhông đây, đó kinh nhông của cái bơ là nó trốn này các bạn, đây. Đó, nó chạy mất tiêu rồi, đấy qua cái bơ, qua cái bơ thì bây giờ con kinh nhông to là nó đã lên trên này rồi các bạn, các bạn thấy không, đó kinh nhông to lên trên này rồi các bạn, đó. Con kỳ nhông nhỏ nãy mới chạy lên cây này đều mất tiêu rồi, đó nó chạy đâu rồi các bạn, lên tận nhà này các bạn, thôi rồi hết quay được rồi, bye các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào.